nó thâm kim hết trơn luôn rồi nè. Rồi nó đen xì hết trơn, không giặt luôn. Nãy giờ quay muốn tỉnh luôn rồi nè. Rồi giới thiệu khán giả, đây là gia đình một cái cô gái trẻ tuổi nhất, trẻ nhiều nhất ở An Giang luôn. Là chính là con. Chính đứa con, còn đứa con của bụng nữa, 10 đứa nha. Con kẹp chị hả? Chúc nó lấy. Nằm đàng hoàng ơi. À, đúng rồi. Tỉnh hồn luôn. Rồi, dạ tôi nó khai vậy mà ngủ được luôn hả? Chứ tập mới có đêm nay à. Mới có đêm nay mà khai dữ gì. Bữa nào cũng giặt hết trơn á. Nè, ba đứa cái nè, thằng này, giờ con này, giờ thằng này nữa. Có con nhỏ lớn ở trong buồng. Nhỏ lớn ở trong buồng. Con không con. Trời đó, con Tắng ở đây. Vậy đó hả? Rồi ra chưa vô đây nằm đây. Ở ngoài trước vậy là bao nhiêu đứa nằm ở trước? Ở đây hả, là ba đứa này nè là nằm với hai chồng em. Còn mấy đứa kia thì thằng kia với hai đứa kia đó. Lượm vô hết đi cho ba bốn đứa, chín người đứa vô hết đi. Đi chứ phải. Nè con này, nè cho con. Này rồi. Trời đất. Ở đây có đái không? Kìa đưa. Ăn gì bảo? Coi coi. Ăn gì á? Dạch da cho chú coi coi. Ăn gì á? Dạch da ra cho chú cho kìa. Cho chú à. Đó. Cá này hả? Lòng tông khô hả? Này nè. Khô cá lòng tông. Cá lòng tông ngon nha. Giúp nó mới cho. Ngon quá đi ăn bỏ. Kìa cái bọc cá. À trời luôn. Tối nay hơi ngâm thuốc tẩy rồi giặt đi. Đúng quá. Đúng nổi rồi. Vậy anh Tùng chưa về hả? Nào anh về. Chút nữa không về, tới cả cái đường hơi xa cũng chạy về. Nó tháo không về. Rồi đây là gia đình 9 đứa con với trong bụng đứa nữa là 10 đứa của chị Đen nè mọi người. 37 tuổi phải không? 37 tuổi đây nè. Giờ điểm danh lại đi, nãy giờ lộn cộng rồi. Rồi giờ chị hai đâu? Nhé. Chị hai, con chị ba. Gì? Dạ con Phạm Thị Bảo Thi. Rồi thứ ba. Tên gì? Con Phạm Văn Sĩ. Thứ tư. Quá giỏi. Tên Phạm Minh. Thứ năm. Phạm Văn Toàn. Rồi thứ sáu. Phạm Thị Bảo Tiên. Quá rồi, giỏi. Thứ bảy. Thứ bảy đâu? Thì giới thiệu tên Tiên. Nó luôn. Bảo Tiên. Bảo Tiên, Tiên. Rồi thứ tám. Giờ đến này là Hoa Tiên. Hoa Tiên. Thứ chín. Giờ đến này thằng này Hoa Bảo. Hoa Bảo. À, thứ 10. Thứ 10 đó. Giao Quy. À, thứ 11. Thứ 11 trong bụng. Không, trong bụng. Giới thiệu khán giả ra đây là chị Đen là hiện bây giờ 9 đứa con ở ngoài và một đứa con của bụng cha. Nói gì? Nó thấy nằm thấy con trai rồi biết con trai đi, chưa có đi siêu âm nữa. Thấy là con trai thôi á, nhưng mà siêu âm là biết con trai á. Chứ tại ăn đồ ngọt không à. Ăn đồ ngọt không à, chứ không có ăn gì. 37 tuổi hả chị Đen? Dạ, 37 tuổi. Rồi có nhớ tuổi mấy đứa con chị hết rồi, nhớ chính xác không? Không có nhớ. Không nhớ luôn. Hết nhớ rồi, quá đậm quá rồi, hết nhớ rồi. Vậy nhớ nổi. Người phụ nữ đẻ nhiều nhất ở An Giang, trẻ tuổi. Năm trai năm gái nha. Giờ là năm gái mới có 4 trai, thêm đứa trong bụng trai nữa ha. Mà chị đoán là chắc chắn là ăn chay rồi đó. Tại ăn kẹo không chứ có không có ăn cơm nước thèm gì ngọt là ăn mới chay ăn à. Miếng cơm vô cho da nãy giờ nè. Nãy ói luôn hả? Ói. Bây giờ ói hoài vậy, nó muốn cho ăn gì thôi còn nó không cho rồi, nó cho da không. Ổng đi mặn mình nên vậy đó, có đủ đâu. Như kiểu em mặn đi, đủ của em ăn đi, còn của ổng cũng còn dư được một chút đỉnh, cũng đỡ tiền thuốc men cho nó. Hồi đó ổng có nhắc là năm trai năm gái gì không? Không, không có nói cái vụ đó là không chị có nói, chỉ là nói cho con vậy thôi, chứ không có nói mà năm trai năm gái gì hết trơn, không có nói vụ đó. Mà bây giờ là thấy là năm trai năm gái luôn đó ha. Vậy mình thấy là tại ổng ôm một đứa con nít thôi bằng thằng Bin đó, bằng thằng nhỏ đó. Thằng nhỏ mới đẻ sau này là thằng này nè đó. Là thấy ổng ôm lợi, ổng nói là cho con nè, con của con đó, trả con nè, con ẵm nó đi. Con nó mới nói là đâu phải con của con đâu mà chưa ông đưa cho con. Rồi ổng nói là con của con đó. Rồi nó ổng đưa vô qua tay là ổng biến mất tiêu, là mình giật mình là không thấy gì nữa hết. Trắng bầu luôn đó. Rồi là chín bầu đó, là mới biết là ốm nghén mà chưa biết luôn nữa.
đi đồng với ổng á, đi lụm đồ mũ, chợt té ba lần mà sao không có thấy cái gì hết trơn á, nó hành tới luôn. Giờ con á nó gỡ về ba cái bánh, ba kẹo á, ăn kẹo không, chỉ ăn kẹo không, ăn kẹo nút á, chỉ nút cái ăn cái ba kẹo đó không, giống như là con nít vậy đó.